tại cái khu vực tránh trú bão của ban quản lý khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp tỉnh. Có một số bà con thì còn ngủ và một số bà con thì lo lắng, cho nên là cũng đã thức dậy rồi. Và ở bên cạnh của phóng viên Biên Thương thì có cô Nguyên, cô Duyên, những người mà đã tránh trú bão an toàn ở đây. Thưa cô, đêm nay thì mình ngủ ra sao ạ? Ngủ ít ít mới, không ngủ nhiều, sợ lâu tâm cho nó số nó con bộ đi về nhà. Dạ, còn thưa cô Duyên là như thế nào cô? Đêm nay được ngủ như thế nào? Thì cũng nằm được ngủ chập chờn thôi, bởi vì lo tài sản ở nhà này kia đó nên con không có ngủ được. Cũng sốt sắc trong sau cho đừng bảo đừng có vô để cho tài sản của mình được nó an toàn. Để về sau cơn bão về có cuộc sống nó yên ổn hơn. Dạ, thưa cô thì tình hình tại cái khu vực tránh trú bão trong đêm nay thì mình thấy là như thế nào? Có an toàn hay không? Có ấm cúng hay không? Như thế nào ạ? Trong cái đêm nay tránh bão thì nói chung là rất là an toàn, ấm áp. Và các đội ngũ nhân viên phục vụ thì cũng rất là nhiệt tình, chu đáo, cũng lo cho bà con ở đây đầy đủ, không có thiếu gì. Nên là cũng là mì tôm, rồi cháo gà, rồi nước uống, rồi cũng có phụ cho bà con trái cây, rồi cũng đó, điều đó là cũng rất tốt. Dạ thưa quý vị, thì chúng ta thấy đây là cái dụng cụ mà đi tránh bão của bà con, có một cái binh, có một cái một vài lương thực và một để mà dự phòng. Và tình hình tại cái nơi tránh trú bão tại ban quản lý thì hiện giờ thì như thế này, một số bà con cũng đã thức dậy rồi. Và nhìn chung là đêm nay tại khu tế Dung Quốc thì những người tránh trú bão tại các xã Bình Trị và Bình Hải thì cũng yên tâm phần nào tại lúc này.